trời ông ngã nữa. Lại mới vừa đã phụ cũng là dòng té xe ông ngã nữa. Mới càng biết là được không đậu lại nữa. Ông té ngay cái dốc luôn. Xuống nắm mì để mọi người đây cái gì đây. Đoạn đó cả xe cái lên đi luôn.
có hai chiếc máy cày đang chạy ra các bạn. Chiếc sau chắc có chở, chiếc đầu cũng có phải chạy ra. Belarus còn chỉ sang nước gì. Đang chạy cái đường bờ cống. Chờ với chạy sao. Chiếc sao cái hơi đó à, có Mỹ chạy ra đây chạy một mình mấy tấm mì á. Lần này dài wow luôn.